cái miếng dán hạ sốt này thành tinh mất rồi. Người đàn ông này vứt nó ra, rồi đắp lên trán đứa con gái đang sốt cao. Miếng dán hạ sốt không ngờ lại hiệu quả đến bất ngờ. Hóa ra cái thứ này là một con sâu đến từ ngoài hành tinh. Nó rất sợ lạnh, thức ăn chính là hơi nóng. Bãi nước tiểu của chó nóng hôi hổi dưới gốc cây đã thu hút sự chú ý của nó. Con sâu nhảy thoát xuống, hôi hút sạch chỗ nước tiểu đó. Con chó vừa tè ban nãy rất tò mò, nên liền chạy lại ngửi ngửi rồi liếm con sâu, làm con sâu phát cáu. Chết nè, nó nhảy một phát vào thẳng mồm con chó, rồi điều khiển con chó để đi tìm mục tiêu mới. Con sâu trong hình dạng con chó đi vào trong làng, một người đàn ông đang hút thuốc lá. Con sâu vừa nhìn, ế, nóng phết đấy, thoát cái, con chó bị hút sạch nhiệt lượng, nằm chết tại chỗ. Người đàn ông ban nãy thất thần đi đến một bãi đất hoang, rồi nhào phải một cặp tình nhân đang chuẩn bị hôn nhau, khí thế hừng hực đến nỗi tóc giả bị giật ra rồi vẫn không dừng lại. Con sâu chui từ trong miệng anh ta ra, chuẩn bị tìm vật chủ mới. Cô gái cầm gậy đánh người đàn ông ngất đi, rồi hô hào mọi người đến. Bụng người đàn ông phập phồng không thôi. Con sâu một mắt to đùng, từ từ bò ra, chuẩn bị tiến hóa lên một cấp độ mới. Xong, nó lột xác thành công, rồi ngay lập tức bay về phía con mồi mới là Terra. Con sâu đâm thẳng vào thân cây, làm lại nào, không ngờ là Terra đã chuẩn bị sẵn. Đến đây. Nhân lúc con vật kỳ dị này không chú ý, cả nhà họ vội vàng trốn vào trong nhà, đóng cửa thật chặt. Thế nhưng vẫn cảm nhận được một luồng không khí lạnh thấu xương đang đến gần, khiến cho lông tay dựng hết cả lên. Ngoài cửa có tiếng động, mọi người sợ không cả dám thở mạnh. Ngay sau đó, cậu con trai út mở cửa đi vào. Ai nấy vừa thở phào một hơi, thì cậu bé lại lôi con sâu từ trong túi ra. Con sâu cắn vào mông của cảnh sát. Terra lấy một thanh sắt, rồi bảo anh ta hãy chuẩn bị tinh thần. Ông dùng hết sức bình sinh vung mạnh thanh sắt. Đâu rồi, con sâu ban nãy ở trên mông giờ đã biến mất, nhưng vừa quay đầu nhìn thì tới công chuyện liền. Terra há hốc mồm, con vật nhân cơ hội nhảy tới. Cảnh sát lại cầm thanh sắt lên, rồi bảo Terra có gì cần nói thì nói nốt đi. Terra bị vật ra, thanh sắt vừa vung ra, con sâu đã bị đánh bay, lên thẳng trần nhà, sau đó rơi xuống xô đá, rồi bị chết cứng ngay lập tức. Xong hai nhặt nó ra, rồi đạp một cái khiến con sâu vỡ thành từng mảnh. Hóa ra cái thứ này khi mất đi hơi nóng thì sẽ chết. Lúc này một đám đòi nợ thuê đến, chúng xông thẳng vào nhà, không nói không rằng liền đập phá đồ đạc. Nhưng xong tự nhiên lại thấy người cứ lành lạnh, vừa quay đầu lại nhìn thì, hello người anh em. Hai tên đàn em ngay lập tức bị đông cứng, mụ chủ nợ lột giày rồi ném, sau đó chạy đến mở tủ lạnh, vứt hết rau trong đó ra, rồi vội vội vàng vàng chui vào. Con sâu bật người bay đến, mụ ta nhanh tay đóng cửa kịp, may mắn thoát chết. Sau khi hút hết nhiệt lượng của hai tên đàn em, hai con sâu lại tiếp tục đi đến bên bếp lửa, cơ thể của nó càng lúc càng lớn, cuối cùng một con nuốt chửng con còn lại, hợp thành một thể, sau đó còn đẻ ra một lô trứng. Đống trứng này vô cùng cứng, không thể nào nhẫm vỡ được. Lúc này con sâu sau khi biến hình xuất hiện, cảnh sát lập tức nổ súng, nhưng không ngờ đạn bay vào miệng con vật lại bị bật ngược lại. Xong hai đưa ra ý kiến là cần phải chủ động tấn công, lợi dụng việc con sâu này sợ lạnh để giết chết nó. Mọi người quay vào nhà bếp, nhặt hết trứng sâu vào một cái rổ để thu hút con vật đi vào trong kho lạnh. Lúc này tên đại ca của đám chủ nợ đến nơi, vào đến nhà bếp thì thấy đệ tử của mình đã chết cứng từ bao giờ, tưởng rằng đó là do nhà Terra làm nên đã tức giận đổ xăng khắp nơi rồi phóng hỏa đốt nhà. Xong hai dụ con sâu khổng lồ đi đến cạnh bể nước, rồi đổ hết lũ con của nó xuống nước. Con sâu có lắm rồi, bèn bò lên tấm gỗ để lên tính sổ, nhưng đi được nửa đường thì nó cảm thấy có vẻ như đã bị lừa, nên đã lập tức bò quay lại. Một đầu tấm gỗ đang hạ xuống thì lại bị nâng lên. Terra và cảnh sát hợp sức lại, đẩy nó tuột xuống bể nước. Chưa cả kịp ăn mừng, con sâu đột nhiên thẻ lưỡi ra, lôi xong hai rơi xuống nước. Terra cầm lấy thanh sắt, rồi bị đạp ngã xuống theo. Đã đến nước này rồi thì phải sống chết một phen. Ông dùng hết sức bình sinh cạy miệng con sâu ra, vất vả một hồi mới cứu được xong hai. Hai người bò lên bờ, vội vội vàng vàng hạ nhiệt độ nước xuống, mặt nước lập tức đóng băng, con sâu cũng yếu dần. Lúc này đám cháy mà tên đại ca kia phóng hỏa đã lan đến đây, mọi người vội vã chạy ra dập lửa, trong lúc hỗn loạn làm đứt cả dây điện, khiến cho nhiệt độ nước nhanh chóng tăng lên, mặt băng bắt đầu nứt ra, con sâu mở trừng mắt ra, nó vừa trồi lên, liền nuốt chửng đám đòi nợ, trước khi chết tên đại ca ném một quả lựu đạn ra, cảnh sát tức tốc chạy lên, nhưng mãi vẫn không rút được chốt ra. Phải đổi cách khác thôi, anh chàng ném quả lựu đạn đến, làm mù mắt con sâu, nó phát điên lên, rồi phun chất nhảy vào đầy mặt anh cảnh sát. Lúc này mụ chủ nợ chạy ra, nói rằng mình đã nhìn thấy một con sâu con, sau khi ăn bánh bao vào thì đã chết tại chỗ. Terra lập tức đoán rằng, chắc chắn trong nhân bánh bao, có thứ gì đó có thể giết chết loài vật này. Đầu tiên ông cầm một nắm đậu, rồi quay một vòng. Nắm đậu vừa bay đến liền bị con sâu đớp lấy, kết quả. Tiếp theo là tương của Terra, nặn thành viên tròn rồi ném, kết quả. Không phải là hai thứ này, Som 2 liền nghĩ ra, cậu lấy một túi bột mì, ném lên trên không sau đó đá về phía con sâu. Con sâu ăn bột mì vào, lập tức bắt đầu nôn ọe, đầu tiên nó nôn ra mấy tên đòi nợ thuê. Sau
sau đó điên cuồng vùng vẫy, một lúc sau vỡ tan thành từng mảnh. Giờ thì tôi xin tổng kết lại bộ phim này như sau. Đây là một con sâu ngoài hành tinh bay đến địa cầu, cứ há mồm ra là sẽ bị nó nhảy vào, rồi hút hết sạch nhiệt lượng, nhưng nó lại không ăn được bột mì. Video hôm nay kết thúc tại đây.